Còn bên này là mẫu 450 đạn, 1.500.000 một cặp. Đây là từ 12cm, full 4.5, phễu 16x16, chiều cao tổng là 20 phân. Đây là cặp tép siêu VIP, củ đại nhập khẩu China. Còn bên này là củ ship mẫu 250, 800.000 một đôi bao ship. Đây là mẫu 250, đây là nam châm siêu xịn, chống cháy 100%. Anh em hãy liên hệ với Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Tất cả các loa tép đây đều dùng cho âm đi 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Loa bát 20 đến bát 50 đều dùng chung tổng hợp. Loa tép nó không phụ thuộc vào cơ bát, bát nào cũng được. Công suất từ 2 sò đến đẩy 40 sò ok. 10. Giá bán 1 triệu một đôi, bao ship. Đây là mẫu 350, full 3.5. Có chế độ bật siêu tép. Bản này có 2 màu nhá. Loại 1 triệu một đôi này thì có 2 màu. Đây là màu đen và màu gỗ. Màu đen đây. Phễu 12x12. Chiều cao tổng của cặp này là 16 phân. Đây là côn 3.5. Còn bên này là mẫu 450 đạn, 1.500.000 một cặp. Đây là từ 12cm, côn 4.5, phễu 16x16, chiều cao tổng là 20 phân. Đây là cặp tép siêu VIP, củ đại nhập khẩu China. Còn bên này là củ ship mẫu 250, 800.000 một đôi bao ship. Đây là mẫu 250, đây là nam châm siêu xịn, chống cháy 100%. Anh em hãy liên hệ với Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Tất cả các loa tép đây đều dùng cho âm đi 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Loa bát 20 đến bát 50 đều dùng chung tổng hợp. Loa tép nó không phụ thuộc vào cơ bát, bát nào cũng được. Công suất từ 2 sò đến đẩy 40 sò ok. Càng loa full, càng những côn to thì phải cần tiêm thêm tép để chống lì. Vì những loa này nó rất là lì, nghe nhạc nó rất là bí, nên là chúng ta phải tiêm thêm tép để chống lì cho những cái bộ loa như thế này. Rất nhiều anh em đang ham những côn to thì nó rất là bí nhạc, bí tiếng, nên anh em phải tiêm thêm tép để tạo độ thoáng mát cho âm thanh, tạo độ dễ chịu khi nghe nhạc. Nếu không là chúng ta cảm thấy rất là bí bách, rất khó chịu từ những cặp loa full. Đặc biệt là những loa full thì họ trang bị những loại loa bass côn to như côn từ 65, 75, côn 100 thì càng phải cần dùng tép để chống lì, để tạo độ thoáng cho âm thanh, cảm giác dễ chịu cho người nghe. Đây là một cái mì chính cho những loa lì. Thường thường thì một quả bass phải có 2 quả tép đổ lên anh em nhá. Những anh em mua phải hàng mã, mua phải hàng xịt thì vào đây xem nhá. Đây là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới, bản 2 chế độ. Tại sao chúng tôi không đóng thùng kín mít cho loa tép mà phải để thò nam châm? Loa tép 2 chế độ chống lì cho loa full và những loa nhiều bass. Cặp này 1 triệu một đôi. Loại này có 2 màu nhá. Màu gỗ và màu đen. Có chế độ bật siêu. Xưởng chúng tôi lại tiếp tục sản xuất cho anh em mẫu tép 1 triệu. Nam châm cao cấp. Màu gỗ và màu đen. Đây là tép thành phẩm lọc chói và chống cháy đầy đủ. Tép 2 chế độ. Đây anh em có những cái loa full này hoặc là những loa nhiều bass này thì liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại 0973 533 269. Ship hàng toàn quốc trên YouTube điện tử Phượng Lưu và loa tép thông minh. Địa chỉ Nà Phạc, Ngân Sơn, Bắc Cạn. Cặp tép 1 triệu cực cao cấp. Tép thành phẩm rồi. Dây thì chúng tôi làm dày sẵn 1 mét rồi. Về anh em đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy là ok. Áp dụng cho các cỡ bát từ 20 đến 50. Loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều được. Các loại công suất từ 2 sò đến cục đẩy 40 sò, 60 sò ok. Karaoke phá thoải mái nha. Vì đây là loa tép chống cháy hàng xịn. Gọi cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn ảnh. Hàng bảo hành 1 năm.